Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 10 giờ sáng của ngày thứ Bảy, ngày 18 tháng 11 năm 2022. Và vào sáng nay thì chúng ta đã có những cái thông tin mới nhất về vụ Vạn Thịnh Phát. Vụ Vạn Thịnh Phát, thông tin được đưa vào lúc nửa đêm ngày hôm qua. Và thật sự những con số rất là kinh hoàng. 304.000 tỷ chiếm đoạt và gây thiệt hại là 129.000 tỷ đồng nữa. Tổng lại thì khoảng độ tầm 20 tỷ đô la Mỹ. 20 tỷ đô la Mỹ xin thưa các bác. Rất khủng khiếp, 20 tỷ đô la Mỹ. Chưa tôi nói câu chuyện này mà ít người tin. Thế bây giờ cơ quan điều tra đã chính thức công bố rồi. Và xin thưa các bác rằng là nó làm cho tất cả mọi người là phải ngỡ ngàng, kinh hoàng. Bởi vì đây là một trong vụ án mà thiệt hại bậc nhất trong lịch sử của Việt Nam. Nhất luôn. Có lẽ là về mức độ thiệt hại thì chưa thấy một cái vụ án nào và chưa thấy ai có thể chiếm đoạt cái số tiền khủng khiếp như thế. Và trên thế giới cũng vậy. Rất hiếm. Cho nên là có lẽ là bà là Trương Mỹ Lan và gia tộc Trương Mỹ Lan là đẳng cấp trong cái lĩnh vực mà lừa tiền. Và đấy còn chưa thèm tính cái phần mà liên quan tới vụ án trái phiếu nhé, phát hành trái phiếu nhé. Đây là chỉ tính riêng SCB mà thôi. Mong rằng là các bác hãy tích cực ủng hộ đăng ký kênh, like video, nhấn nút chuông thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Và đặc biệt nữa, đó chính là cái việc mà tiếp tay. Tôi đã chia sẻ rất nhiều lần với các bác trên kênh về tài chính. Thì làm gì có cái chuyện không tiếp tay. Không có chuyện tiếp tay bảo kê nọ kia. Thì không bao giờ bà Trương Mỹ Lan làm được cái điều này. Vậy thì ai tiếp tay? Thì có lẽ một trong những người, tôi nghĩ rằng là có nhiều người chưa bị phát hiện, nhưng một trong những người đã bị phát hiện thì cái số tiền nó đã lên tới hơn 100 tỷ đồng, 5, mấy triệu đô la Mỹ. Và xin thưa các bác rằng là ngày trước Nam Cam có một cái câu: cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Và người ta tiếp tay và bảo kê bao che cho bà Trương Mỹ Lan và SCB, nhưng bù lại thì tất cả những cái khoản thiệt hại đó để gánh với người dân là phải chịu đựng. Và đặc biệt nữa, thôi mình cứ qua thông tin chính thống trước đã nhé, sau đó thì chúng ta sẽ cùng phân tích tiếp. Đây là một thông báo mới nhất về vụ án bà Trương Mỹ Lan. Thì cựu cục trưởng Ngân hàng Nhà nước thì bị cáo buộc là nhận hối lộ là 5,2 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt lớn. Để bình luận về cái chỗ này thì xin thưa với các bác rằng là ông anh của tôi làm với ngành an ninh bình luận rằng là bà này có ăn 5 cái lá ngón, 5 lần ăn lá ngón cũng không hết tội được. Đó là bà cựu cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước. Và đặc biệt thế này. Đáng chú ý là trong các bị can bị truy tố thì bà Đỗ Thị Nhàn là cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước thì bị cơ quan điều tra cáo buộc nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn là lên tới 5,2 triệu đô la Mỹ. Mà xin thưa các bác này, bà này chỉ là tầm cục trưởng thôi, nghĩa của thanh tra thôi. Và chúng ta lại nhắc tới thanh tra, chúng ta lại nhớ mà các bạn cái câu ngày xưa: thanh tra thanh mẹ thanh gì, hễ có phong bì là ta lại thanh kêu. Phong bì ngày xưa nó chỉ khoảng vài triệu, bây giờ nó tính khoảng triệu đô la Mỹ. Và cái phong bì này của bà nhận là 5,2 triệu đô la Mỹ, tương ứng với khoảng 118 tỷ đồng. Và theo kết luận thì bà Nhàn là trưởng đoàn và là người chỉ đạo đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra ngân hàng SCB. Và là thực hiện theo chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Hưng là phó tránh thanh tra phụ trách giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước, trực tiếp chỉ đạo cấp dưới tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo các cấp để dự thảo kết luận thanh tra. Tuy nhiên, nữ cựu cục trưởng Ngân hàng Nhà nước thì đã nhận tiền từ Ngân hàng SCB thông qua là Võ Tấn Hoàng Văn là tổng giám đốc với số tiền là đặc biệt lớn lên tới là 5,2 triệu đô la Mỹ, tương đương là hơn 118 tỷ đồng. Và cơ quan điều tra cáo buộc bà Nhàn đã nhận hối lộ số tiền trên là để bao che, bưng bít cho sai phạm của Ngân hàng SCB và Trương Mỹ Lan. Theo kết luận thì thanh tra SCB đợt 1, sau khi kết thúc và ký biên bản làm việc thì bà Nhàn đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Phụng là phó trưởng đoàn và tổ tổng hợp thì bỏ ngoài số liệu phân tích nợ xấu là 38.000 tỷ và trích lập dự phòng rủi ro là hơn 18
nghìn tỷ đồng, 18.700 tỷ đồng. Cứ như kiểu rằng là có chia chác thì có kiểu phần trăm ấy, tôi thấy con số 5,2 triệu đô la Mỹ như kiểu rằng là 5% với ra. Và để chỉ đạo trên làm có lợi cho SCB và đặc biệt rằng là chỉ đạo cấp dưới xây dựng báo cáo lãnh đạo ngân hàng nhà nước với nội dung báo cáo là không trung thực. Đó. Và thậm chí còn liên tiếp báo cáo không trung thực. Là các nội dung bài nhàn báo cáo không đúng về sai phạm vi phạm của SCB tại các dự án, rồi phương án tái cơ cấu so với kết quả thanh tra theo hướng là giảm nhẹ sai phạm và kiến nghị tạo điều kiện cho nhà băng này tiếp tục được tái cơ cấu. Và liên tiếp tại các cuộc báo cáo từ lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ vào các ngày 12 tháng 3 và ngày mùng 8 và ngày 12 tháng 3 2018 và ngày mùng 8 và ngày 28 tháng 6 2018, tức là 3 lần thì cùng với nội dung như vậy. Và các nội dung thì báo cáo không đầy đủ thực trạng tài chính, vi phạm, sai phạm của ngân hàng SCB tại dự án, phương án tái cơ cấu so với kết quả thanh tra theo hướng giảm nhẹ và có lợi cho nhà băng. Và cũng đã kiến nghị để mà đề xuất tạo điều kiện cho ngân hàng SCB được thực hiện tái cơ cấu kiểu như thế. Và trường đoàn thanh tra thì đã nhận hối lộ là 5,2 triệu đô la Mỹ để bao che, bưng bít cho các sai phạm của Trương Mỹ Lan và ngân hàng SCB. Và đây là cái ngư mà các bác thể thấy. 5,2 triệu đô la Mỹ. Các vụ án khác, các vụ án thì xin thưa với các bác rằng là càng ngày con số chúng ta nhìn thấy càng khủng khiếp. Thế cho nên người ta mới hỏi và người ta nói một cái câu rằng là tại sao mà còn các quan là hay đi du học nước ngoài ăn chơi vân vân. Bởi vì số tiền bây giờ nó lên tới hàng triệu đô la. Nó không phải là một vài trăm triệu, nó không phải rằng là tiền trả nước bình thường nữa, một vài tỷ nữa. Một vài căn nhà nữa, và số tiền bây giờ nó lên tới hàng trăm tỷ đồng. Và đây mới chỉ là một vụ. Thế thì bà này đã trước đây đã từng làm bao nhiêu vụ rồi? Và liệu rằng là bà có ăn số tiền này được một mình được hay không? Thì có lẽ chúng ta đến chờ đến lúc mà ra tòa thì chúng ta mới biết được cái chỗ này. Thế nhưng mà đúng là đồng tiền có sức mạnh vô biên, khủng khiếp. Cái gì mà không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Câu nói này chân lý thấm đượm lắm. Tôi nhìn qua những cái hoạt động về hoạt động tài chính, đặc biệt rằng là các luật của chúng ta, thì nếu mà để song phẳng thì không ai thoát được đâu. Không ai thoát được đâu, xin thưa các bác. Miễn là các anh chị có làm đúng theo pháp luật hay không, có thanh tra đầy đủ hay không, có kiểm tra giám sát chuẩn mực hay không. Đó. Đây là nó lũng đoạn rồi. Xin thưa các bác, lũng đoạn rồi. Từ đây tôi lại nhớ tới cái câu của một cái bài viết của anh Lê Kiên Thành, là con của cố tổng bí thư Lê Duẩn. Anh đã viết rằng là một bài viết từ rất lâu: quả trứng mafia bao giờ nở, quả trứng mafia bao giờ nở. Thì xin thưa với các bác rằng là nhìn qua vụ Vạn Thịnh Phát đầy đủ các yếu tố, bởi vì số tiền nó khủng khiếp thế cơ mà. Các bác tưởng tượng xem, 20 tỷ đô la Mỹ đâu phải chuyện đùa. 304.000 tỷ chiếm đoạt. Các bác một ngày, một năm các bác làm bao nhiêu? Xin thưa với các bác rằng là chúng ta nhớ rằng những cái năm mà bác Sáu Khải, bác cái để lại năm 2005 thì để lại thì một trong những cái thặng dư là chỉ có hơn 30 tỷ đô la Mỹ. 20-30 tỷ, thấy rằng là nó gần như là cả một cái thành phố hay một cái quốc gia nhỏ nhỏ, con số khủng khiếp như thế. Thế cho nên là chúng ta thấy rằng là các gia tộc Trương Mỹ Lan tại sao mà có thể ăn sung mặc sướng, có thể là nhiều thứ như thế, là bởi vì họ đang làm cái điều gì, họ rút được từ ngân hàng SCB ra kiểu gì. Cho nên hoạt động tài chính là hoạt động kinh doanh có điều kiện và chịu liêng cái luật tài chính ngân hàng. Và đáng nhẽ trách nhiệm của những người làm ở trong hệ thống tài chính là phải làm thế nào để cho nó hoạt động chuẩn mực. Chúng tôi hay ví dụ cái hoạt động tài chính là cái mạch máu trong cơ thể, và cái việc điều phối nhịp đập thì cái tim bơm máu nó kia vân vân để tới các tế bào để mà nuôi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là có vẻ như là ngân hàng nhà nước mà bao nhiêu năm như vậy chứ không chỉ có một, thì tại sao lại để lọt vào những ngân hàng kiểu như thế này, những vụ án kiểu như thế này, và người ta rút ruột đến mức độ như thế này? Các anh chị ăn được mấy triệu đô la Mỹ, thế nhưng mà để ở nhà băng người ta
gọi là gây thiệt hại từng đấy tiền. Thế nhưng mà hệ quả của nó là khéo làm cho xã hội nhân dân mất gấp khoảng là tầm 100 lần cái số tiền đó nữa, chứ không phải đơn giản. Tôi tự hỏi rằng là tại sao người ta ác thế, và tại sao bác Tổng Bí Thư lại quyết tâm đốt lò đến thế. Bởi vì bây giờ phơi bày những con số ra thì chúng ta cảm thấy là thật sự là choáng ngợp. Và nếu không quyết tâm cắt đi cái u nhọt này thì không biết rằng đất nước sẽ đi về đâu. Tôi dùng mình một cái thật là đáng sợ. Mặc dù là có được những cái biết mang máy từ trước, nhưng mà khi con số chính thức được đưa ra thì thật sự là gai ốc của mình vẫn nổi hết lên. Bởi vì thấy rằng là bên cạnh cái việc mà phá hoại của những người như Trương Mỹ Lan rồi, thế nhưng mà cái sự bao che tiếp tay thì cảm thấy rằng tôi hỏi rằng tại sao họ ác thế. Họ ác thật sự luôn đấy các bạn, ác kinh khủng luôn. Và đúng rằng là không phải 7 lần ăn lá ngón mà 10 lần ăn lá ngón cũng không hết tội với những con người như thế này. Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.